chia cho các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh bạn nhỏ cầm trên tay một cuốn sách hình có hình trái tim. Các bạn hãy cùng mình tô bức tranh này nhé. Xin được kết thúc ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha. Bye bye, xin chào các bạn.